Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, khi bạn thích một cô gái, bạn càng thích cô ấy thì bạn càng sợ đến gần. Càng thích cô ấy thì bạn càng cảm thấy không xứng đáng. Càng thích cô ấy thì bạn càng dễ làm những cái điều sai lầm. Vì sao đàn ông khi tán tỉnh phụ nữ thường gặp những trở ngại đó? Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn hai lỗi suy nghĩ sai lầm của đàn ông, hay nói cách khác là những cái nhận định lỗi trong quá trình tán tỉnh phụ nữ các bạn nhé. Có một trường hợp xảy ra rất quen thuộc trong mối quan hệ nam nữ khi mới quen nhau. Ví dụ khi một chàng trai gặp một cô gái, chàng trai thấy cô gái rất hồ hởi, rất vui vẻ, cười nói với mình thì anh ta nghĩ rằng có phải cô gái này thích mình hay không? Khi quen nhau một thời gian, chàng trai lại thấy cô gái lạnh nhạt, thờ ơ với mình, không còn vui vẻ như những cái ngày đầu mới gặp nữa. Thì anh ta lại nghĩ là có phải cô ấy không còn thích mình nữa không? Thế thì cả hai cái suy nghĩ thích và không thích này đều là suy nghĩ chủ quan của người đàn ông. Chính suy nghĩ chủ quan này khiến cho đàn ông không biết phải làm thế nào, không biết phải hành xử ra sao để cô gái thích mình như trước. Thực ra cái việc cô gái thích bạn hay không thích bạn, nó phụ thuộc vào suy đoán ban đầu của bạn. Do bạn suy đoán nên bạn mắc hai cái lỗi chính. Lỗi thứ nhất của đàn ông đó là ám ảnh quá mức về thái độ của con gái đối với mình. Các bạn thân mến, trong giai đoạn theo đuổi, nhiều người đàn ông thích suy đoán xem là cô gái có thích mình hay không. Vì vậy mà đàn ông rơi vào thế bị động và bị ảnh hưởng bởi những cái phản hồi tiêu cực từ cô gái. Ví dụ như cô gái không trả lời hoặc chậm trả lời tin nhắn cũng có thể khiến cho đàn ông hoang mang, lo lắng, hoặc là cô ấy cáu gắt thì đàn ông cũng bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý đó. Thực tế là trong giai đoạn theo đuổi, ấn tượng tốt của người con trai có thể bị suy giảm đi vì một trong những cái hành động không tốt của người con trai đó. Và ngược lại thì nó cũng có thể sẽ tăng lên nếu người con trai có cái hành động tốt và phù hợp với người con gái. Vì vậy, cô gái có thể thích bạn rồi không thích bạn, hoặc không thích bạn nhưng rồi lại thích bạn. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của đàn ông chứ không phải suy nghĩ của đàn ông. Do đó, việc bạn lo lắng rằng một cô gái có thích bạn hay không, nó chẳng có ý nghĩa lý gì cả. Nó chỉ làm cho bạn trở nên bối rối thêm mà thôi. Lỗi thứ hai của đàn ông đó là không hiểu chính xác phản hồi của cô gái đối với mình. Thực tế trong quá trình làm quen với một cô gái, đàn ông thường thiếu đi sự đồng cảm và khả năng quan sát chính xác. Khi quan sát không chính xác thì đàn ông không thể suy nghĩ theo quan điểm của con gái. Điều này dẫn đến việc là đàn ông chỉ đưa ra những cái suy luận từ kinh nghiệm của bản thân. Những phỏng đoán và giải thích mà đàn ông đưa ra thường không có cơ sở thực tế. Ví dụ như là cô gái muốn bạn ở lại thì bạn lại đi về vậy. Quan sát và suy nghĩ sai dẫn đến hành vi cũng sẽ sai theo. Vì thế khi bạn phân tích chính xác và khách quan các cái phản hồi của phụ nữ và hiểu lý do thực sự đằng sau cái hành động của phụ nữ là gì thì bạn sẽ không mắc cái lỗi này. Khi tán tỉnh một cô gái, đàn ông đừng chăm chăm vào những cái điều mà mình không thể kiểm soát. Hãy nghĩ nhiều hơn về những cái điều mà bạn có thể kiểm soát được. Những điều bạn không thể kiểm soát được đó là những cái gì? Ví dụ bạn luôn tự hỏi, cô ấy có thích tôi hay không? Tôi nên làm gì nếu tôi gửi một tin nhắn và cô ấy không trả lời? Tôi phải làm gì nếu cô ấy đối xử lạnh nhạt với tôi? Đây chính là những điều không thể kiểm soát được.
Nếu bạn quan tâm đến những cái điều mà không thể kiểm soát được này, nó không chỉ vô nghĩa mà còn làm hao mòn cái ý chí của bạn. Rõ ràng những cái điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nên bạn đừng lo lắng về chúng. Mình vừa chia sẻ hai lỗi rất cơ bản của đàn ông trong quá trình theo đuổi và tán tỉnh con gái. Vậy thì các bạn nên giải quyết hai cái lỗi cơ bản này như thế nào? Trước hết, đàn ông khi xác định mục tiêu để tán tỉnh là một cô gái thì hãy học cách quan sát. Bạn phải học cách suy nghĩ từ quan điểm của đối phương và chú ý nhiều hơn đến những gì mà cô ấy muốn. Có một điều mà đàn ông phải biết, đó là mỗi cô gái đều có một kiểu con trai mà mình thích. Ai cũng như vậy. Tức là có một cái mẫu người đàn ông trong đầu họ. Khi bắt đầu biết yêu, con gái đều có cho mình một mẫu đàn ông nào đó. Do vậy, khi mà gặp một người đàn ông, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô gái đó là đây có phải là mẫu người đàn ông mình thích hay không? Nếu phải, thì thái độ, lời nói, cử chỉ của cô gái rất là tích cực. Nhưng nếu không phải, thì cô ấy có cái thái độ chừng mực, thậm chí là có chút thờ ơ. Quan sát được mấu chốt này, đàn ông sẽ có những cái kế hoạch phù hợp hơn để theo đuổi cô gái đó. Cho dù ban đầu bạn không phải là mẫu người mà cô gái đó thích, nhưng nếu có kế hoạch tiếp cận phù hợp, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được các bạn nhé. Thứ hai, đó là tìm hiểu điểm chung của bạn và cô gái đó gồm những gì. Bạn không thể tán đổ một cô gái mà giữa hai bạn không có một điểm chung sở thích nào cả. Muốn biết điểm chung thì bạn phải xem cô ấy thích cái gì. Sở thích của cô gái đó có phù hợp với bạn hay không? Có câu biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Để tìm hiểu xem sở thích cũng như là một cái phần nào đó tâm trạng của con gái hiện nay, nó dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Các bạn đều biết là con gái thường rất hay thể hiện những cái điều mình thích hoặc là tâm trạng của mình trên mạng xã hội. Ví dụ một cô gái thích đi du lịch thì rất thích chia sẻ những cái hình ảnh về địa điểm du lịch. Những cô gái thích nấu ăn thì rất thích chia sẻ các cái món ăn hay là công thức nấu món ăn đó. Hay là tâm trạng cũng như vậy. Những cô gái cô đơn thì thường chia sẻ những cái tâm sự buồn, những cái trạng thái mệt mỏi, chán nản. Khi đàn ông biết cô gái mà mình theo đuổi có sở thích và tâm trạng như thế nào, thì sẽ dễ dàng cho cái việc mở ra các cái chủ đề trò chuyện và tiếp cận cô gái đó. Khi hai người có nhiều điểm chung, thì họ sẽ có cảm giác ngầm hiểu nhau và nảy sinh những cái cảm xúc khác nhau. Trong mắt phụ nữ, họ sẽ trân trọng bạn hơn và cảm thấy bạn là một người đặc biệt. Phụ nữ khi họ thấy giữa hai người có nhiều điểm chung sẽ khiến cô ấy cảm thấy bạn hiểu rõ cô ấy. Tự nhiên sẽ thấy bạn khác hơn những người đàn ông khác. Và trong quá trình hòa hợp, tìm hiểu, cô ấy sẽ dựa vào bạn nhiều hơn. Cuối cùng, trong quá trình tán tỉnh, phải luôn tạo ra ấn tượng tốt. Cô gái ban đầu chưa thích bạn vì bạn chưa tạo ra nhiều ấn tượng tốt với cô ấy. Do đó, bạn phải thường xuyên tạo ra ấn tượng tốt cho cô ấy thấy. Đầu tiên, hãy chú ý đến vẻ ngoài của bạn. Bạn không cần phải là một người quá sang trọng, nhưng bạn phải tạo được cái ấn tượng tốt với người đối diện. Hãy để cho đối phương cảm thấy rằng bạn là người gọn gàng và tràn đầy năng lượng. Ấn tượng tốt cũng được thể hiện trong hành vi của bạn. Hãy quản lý hành vi của bản thân như là cách đi đứng, cách nói năng và cử chỉ, dáng điệu khi trò chuyện. Và nó chắc chắn sẽ thay đổi ấn tượng của một người về bạn, các bạn nhé. Các bạn thân mến, có nhiều bí quyết khi tán tỉnh phụ nữ để tạo ấn tượng tốt, xóa bỏ đi những cái lỗi về nhận thức của đàn ông là những cái nội dung chính mà mình đã chia sẻ trong video ngày hôm nay.
Hy vọng nó sẽ hữu ích cho tất cả các bạn. Chủ đề ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.